Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu trong ngày bất kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tòa như là nghe nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Thâm Mật Giải Thoát quyển 2 phẩm 7. Thánh giả Bồ Tát Công Đức Lâm thưa hỏi: Khi ấy thánh giả Đại Công Đức Lâm đi vào tất cả các pháp tướng bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói các Bồ Tát khi biết pháp tướng. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát khi biết các pháp tướng ấy sao gọi là khi biết các pháp tướng? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có khả năng biết được bao nhiêu pháp mới được gọi là khi biết tất cả pháp tướng? Đúng với Như Lai đã nói, Bồ Tát khi biết tất cả pháp tướng. Đức Thế Tôn khen Đại Bồ Tát Công Đức Lâm: Hay thay, hay thay, này Công Đức Lâm, chỉ có ông mới có thể hỏi ta về nghĩa này. Này Công Đức Lâm, ông vì tất cả chúng sinh mà khiến họ được đầy đủ sự an ổn vui vẻ. Này Công Đức Lâm, ông có lòng thương xót tất cả hàng trời người, làm an lạc cho nên nhiều lợi ích trong phần đông, nên mới có thể hỏi ta về nghĩa này. Hay thay, hay thay, này Công Đức Lâm, ông nay hãy một lòng lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Này Công Đức Lâm, tất cả pháp tướng có ba loại tướng là giả dối, phân biệt tướng, nhân duyên tướng và tướng đại nhất nghĩa. Này Công Đức Lâm, thế nào là tướng giả dối phân biệt? Là tên gọi tướng sở thuyết về sở thuyết pháp thể và đầy đủ các loại tướng dùng gọi tên các nghĩa. Này Công Đức Lâm, sao gọi là pháp nhân duyên tướng? Là 12 nhân duyên nương vào pháp này sinh ra pháp kia, nghĩa là nương vào vô minh duyên hành cho đến sinh đại khổ tổ xứ. Này Công Đức Lâm, sao gọi là các pháp đệ nhất nghĩa tướng? Đó là chân thể chân như của các pháp. Các Bồ Tát chánh niệm tu hành cho đến tâm tu hành chứng pháp không hai, chứng pháp đó rồi mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Công Đức Lâm, ví như có người mắt bị màng, nhãn thức bị mờ. Này Công Đức Lâm, giả dối phân biệt cũng đại như vậy. Này Công Đức Lâm, ví như có người mắt bị bệnh, thấy cuộn dây tơ và hạt mè xanh mà thành ra các pháp tướng xanh, vàng, đỏ, trắng. Này Công Đức Lâm, tướng nhân duyên cũng đại như vậy. Này Công Đức Lâm, ví như có người mắt sáng không bị bệnh, thì mắt ấy sẽ thấy cảnh giới của tự tánh không sinh sai lầm. Này Công Đức Lâm, tướng của đệ nhất nghĩa cũng là như vậy. Này Công Đức Lâm, ví như ở thế gian có ngọc lưu ly trong sáng, đặt nó vào chỗ màu xanh, tức thì nhân đà la màu xanh phát ra ánh sáng đại nhân đà la ma ni báu. Nhân đà la màu xanh và ánh sáng đại nhân đà la ma ni báu hiện ra mê hoặc chúng sinh, nên cho báu đó là thật. Này Công Đức Lâm, thể lưu ly trong sáng đó đặt trong màu đỏ, thì báu ma đầu ba đầu ma ni đó phát ra màu đỏ, chúng sinh mê hoặc cho đó là báu đỏ. Này Công Đức Lâm, thể lưu ly trong sáng đó đem đặt trong màu lục, thì báu ma ni này phát ra ánh sáng màu lục, chúng sinh mê hoặc cho đó cho là một báu màu lục. Này Công Đức Lâm, thể lưu ly trong sáng đó đặt vào trong màu vàng, thì báu ma ni này phát ra ánh sáng màu vàng, chúng sinh mê hoặc cho đó là màu vàng. Này Công Đức Lâm, lưu ly trong sáng ấy có đủ màu sắc như thế. Như vậy trong tướng nhân duyên tha lực hình thể của giả dối phân biệt danh tự chương cố huân tập cũng vậy. Công Đức Lâm nên biết như lưu ly nhân đà la trong sáng ấy, đó là màu xanh nhân đà la, nhưng màu xanh mà có màu đỏ, màu xanh lục, màu vàng rồng. Các màu đó mỗi mỗi hiện ra, chúng sinh mê hoặc cho đó là báu. Này Công Đức Lâm, như vậy trong tướng tha lực nhân duyên giả dối phân biệt danh từ chân cú cũng vậy. Công Đức Lâm nên biết như thể lưu ly trắng trong sáng đó thì tha lửa nhân duyên cũng vậy. Công Đức Lâm nên biết thể lưu ly trong sáng kia không có nhân đà la màu xanh, đại nhân đà la màu xanh thì không có báu màu xanh, cũng không có các báu màu đỏ, màu lục, màu vàng, vàng rồng. Như vậy thể của báu là luôn luôn như thế, mãi mãi như thế. Tất cả thể của các loại báu không hề có như vậy. Này Công Đức Lâm, đó tức là trong tướng tha lực nhân chuyên thì giả dối phân biệt danh tự chương cố luôn như thế, mãi mãi như thế. Nhưng với thể của giả dối phân biệt danh tự chương cố thì không có tướng như vậy. Công Đức Lâm nên biết, nhưng lại cứ nương vào tướng nhân duyên
danh tướng, tướng nhân duyên phân biệt. Con Đức Lâm nên biết nó vào nhân duyên dạy dối chứ bắt danh tướng, thế nên thấy tha lực nhân duyên. Này con Đức Lâm, nương vào tha lực nhân duyên chính mắt vào tướng giải dối phân biệt, thấy tướng của nghĩa thứ nhất. Này con Đức Lâm, Bồ Tát đối với tướng nhân duyên ấy có khả năng biết như thật, đó là biết được tướng giải dối phân biệt. Bồ Tát được như vậy thì gọi đó là có khả năng biết các pháp vô tướng. Này con Đức Lâm, Bồ Tát đã biết nhân duyên pháp tướng, biết các pháp nhân duyên như thật rồi thì có khả năng biết các pháp nhiễm tướng như thật, biết các pháp nhiễm tướng như thật rồi thì có khả năng biết tướng của nghĩa thứ nhất, biết tướng của nghĩa thứ nhất như thật rồi thì có khả năng biết pháp tướng thanh tịnh như thật. Này con Đức Lâm, Bồ Tát đối với pháp nhân duyên tha lực có khả năng biết như thật pháp vô tướng. Biết như thật rồi sẽ liền pháp nhiễm, sẽ liền pháp nhiễm rồi liền chứng được tất cả pháp tướng thanh tịnh. Này con Đức Lâm, Bồ Tát có khả năng biết như thật pháp tướng giả dối thì có khả năng biết pháp tướng tha lực nhân duyên, có khả năng biết tướng của những nghĩa, của nghĩa thứ nhất là vô tướng, có khả năng biết như thật nhiễm tướng, tịnh tướng, ly pháp tướng nhiễm, chứng pháp tướng tịnh. Này con Đức Lâm, Đại Bồ Tát nên khéo biết các pháp như vậy. Thế nên Phật nói, Đại Bồ Tát khéo biết các pháp. Đức Thế Tôn liền nói kệ, biết các pháp như tha biết, liền bỏ tướng nhiễm pháp. Bỏ tướng nhiễm pháp rồi, chứng được pháp thanh tịnh, không quán lỗi hữu vi, biến nhát buông luân hại. Các pháp thường không động là tướng, lìa tướng là Bồ Tát. Phẩm 8. Thánh giả Bồ Tát thành tựu đệ nhất nghĩa thưa hỏi. Khi ấy thánh giả Bồ Tát thành tựu đệ nhất nghĩa, nương vào vô thể tướng đệ nhất nghĩa tướng. Bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, lúc một mình con ngồi ở chỗ vắng lặng, sinh tâm thấu hiểu, bèn suy nghĩ, Đức Như Lai dùng mọi cách nói về pháp tướng tự thể của các ấm, nghĩa là có khả năng biết được tướng sinh diệt, lìa các nhập nhân chuyên, khởi lên các hành như vậy, nói tướng tự thể của các đế như vậy, nghĩa là biết lìa chúng tu, nói tướng tự thể của các giới như vậy, mở mỗi biệt tướng, mở mỗi giới tướng, vô lượng giới tướng, các nói các niệm sơ chánh cần, như ý, căn lực giác chi, thánh đạo, tự thể đối trị mà tu hành như vậy, chưa sinh khiến sinh, sinh rồi khiến tăng động. Bậc Thế Tôn lại nói tất cả pháp xưa nay không có thể tánh, tất cả pháp xưa nay không sinh, tất cả pháp xưa nay không diệt, tất cả pháp xưa nay vắng lặng, tất cả pháp xưa nay tự tánh biết bàn. Bậc Thế Tôn, vì thế nên con thưa hỏi Đức Như Lai về nghĩa này, vì sao ý Như Lai nói như thế? Lúc đó Đức Thế Tôn khen Bồ Tát thành tựu đệ nhất nghĩa. Hay thay, hay thay, nay thành tựu đệ nhất nghĩa, ông cứ như vậy mà chánh niệm suy nghĩ sinh sự thấu hiểu này. Hay thay, này thành tựu đệ nhất nghĩa, chỉ có ông mới có khả năng hỏi Như Lai về nghĩa này. Vì sao? Vì ông muốn làm an lạc cho tất cả chúng sinh, làm an ổn cho tất cả chúng sinh, chỉ muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, an ổn tất cả hàng trời người, cho nên mới hỏi ta về nghĩa này. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, nay ông một lòng lắng nghe ý của ta. Vì sao ta nói tất cả pháp xưa nay không thể tướng, tất cả pháp xưa nay không sinh, tất cả pháp xưa nay không diệt, tất cả pháp xưa nay vắng lặng, tất cả pháp xưa nay niết bàn? Này thành tựu đệ nhất nghĩa, ý của ta là nương vào ba thứ tướng vô thể của các pháp mà nói như vậy. Tất cả các pháp không có tự thể, những gì là ba? Là nương vào các pháp không có tướng tự thể, không sinh thể tướng, đệ nhất nghĩa đấy, không có tướng tự thể. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, các pháp không có tướng tự thể, ấy là các tướng phân biệt. Vì sao? Vì các pháp ấy tùy danh tướng mà nói, chẳng phải có tự thể. Vì thế ta nói không có tướng tự thể. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, thế nào là các pháp không sinh thể tướng? Nghĩa là các pháp không thể tướng. Vì sao? Vì sinh các pháp ấy phải đưa vào ta luật nhân duyên, nên chẳng phải tướng tự thể. Thế nên ta nói không sinh thể tướng. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, thế nào là đệ nhất nghĩa không có tướng tự thể? Là thành tựu đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa không có tướng tự thể là thể của tất cả các pháp vốn không sinh. Thế nên ta nói tất cả các pháp không có tướng tự thể, do nương vào nhân duyên mà sinh, do nương vào đệ nhất nghĩa không có thể tướng. Vì sao? Này thành tựu đệ nhất nghĩa, ở trong các pháp quán tướng thanh tịnh, ta nói đó là tướng đệ nhất nghĩa.
Này thành tựu đệ nhất nghĩa, ở trong tha lực tướng quán thanh tịnh, thế nên ta nói đệ nhất nghĩa đế không có tướng tự tại. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, tất cả các pháp không có tướng thành tựu, thế nên ta nói đệ nhất nghĩa đế không có tướng tự thể. Vì sao? Này thành tựu đệ nhất nghĩa, vì các pháp vô ngã thể tướng, thế nên ta nói tất cả pháp không có tướng tự thể. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, do pháp ấy nương vào vô thể mà được tên, thế nên ta nói đệ nhất nghĩa đế không có tướng tự thể. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, như hoa giữa hư không không có tướng tự thể, tất cả các pháp không có tướng tự thể cũng lại như vậy, thế nên ta nói tất cả các pháp không có tướng tự thể, pháp ứng như vậy. Thành tựu đệ nhất nghĩa, nên biết cứ như người làm trò ảo thuật làm ra các sắc tượng, các pháp nhân chuyên không có tướng tự thể cũng lại như vậy, thế nên ta nói tất cả các pháp không có tướng tự thể. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, đệ nhất đĩa nghĩa đế không có tướng tự thể cũng lại như vậy, thế nên ta nói đệ nhất nghĩa đế không có tướng tự thể. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, như hoa giữa hư không sắc không có thể tướng mà được tên như vậy, đệ nhất nghĩa đế không có tướng tự thể cũng lại như vậy. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, ý ta là nương vào ba pháp này không có tướng tự thể, cho nên nói các pháp không có tướng tự thể. Lại nữa, này thành tựu đệ nhất nghĩa, ý của ta là nương vào tướng không có tướng tự thể, thế nên nói các pháp không có tướng tự thể. Pháp ấy xưa nay không sinh, pháp ấy xưa nay không diệt, pháp ấy xưa nay vắng lặng, pháp ấy xưa nay niết bàn. Vì sao? Này thành tựu đệ nhất nghĩa đế, nếu tất cả pháp không có tướng tự thể thì pháp ấy không sinh, nếu pháp ấy đã không sinh thì pháp ấy không diệt, nếu không diệt không sinh thì pháp ấy xưa nay vắng lặng, nếu pháp ấy xưa nay vắng lặng thì pháp ấy xưa nay thanh tịnh, nếu pháp ấy xưa nay thanh tịnh thì pháp ấy xưa nay niết bàn. Nếu như thế thì pháp ấy không có một pháp nhỏ nào có thể diệt khiến nhập niết bàn. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, thế nên ý ta là nương vào tướng đó mà nói pháp ấy không có tướng tự thể, do vậy ta nói tất cả các pháp xưa nay không sinh. Là nữa, này thành tựu đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa là nương vào vô ngã mà được tên, thế nên ý ta nương vào đệ nhất nghĩa không có tướng tự thể, cho nên nói các pháp xưa nay không sinh. Vì sao? Này thành tựu đệ nhất nghĩa, vì pháp đệ nhất nghĩa vô ngã mà được danh, thế nên gọi là đệ nhất nghĩa đế không có tướng tự thể, luôn luôn thế và mãi mãi như thế. Thể của tất cả pháp là thường trụ, thể của vô vi là lìa tất cả phiền não tương ưng. Nếu pháp luôn luôn như thế, mãi mãi như thế, thì nương vào thể của pháp ấy mà trụ, pháp ấy không sinh không diệt, vì đó là vô vi. Nếu pháp vô vi thì pháp ấy xưa nay vắng lặng, nếu pháp ấy xưa nay vắng lặng thì pháp ấy xưa nay niết bàn. Do xa lìa tất cả độc hại của phiền não tương ưng, cho nên pháp đệ nhất nghĩa vô ngã mà được tên. Ta nói các pháp không có tướng tự thể, tất cả pháp xưa nay không sinh, tất cả pháp xưa nay không diệt, tất cả pháp xưa nay vắng lặng, tất cả pháp xưa nay niết bàn là vì vậy. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, tất cả chúng sinh trong cõi chúng sinh không hay không biết thể của pháp giả dối phân biệt là sai biệt, cũng không có khả năng biết thể của pháp tha lực nhân chuyên là sai biệt, cũng lại không thấy thể của pháp đệ nhất nghĩa đế là sai biệt. Thế nên ta nói ba thứ pháp không có tướng tự thể. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, nhưng các chúng sinh lại giả dối phân biệt thể tướng của các pháp, thể pháp tha lực thể của đệ nhất nghĩa đế, giả dối phân biệt thể tướng danh tự, nói là pháp nhân duyên, pháp đệ nhất nghĩa. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, tất cả chúng sinh là như vậy, nói như vậy, thọ dụng như vậy, tâm nương vào danh tự, tâm nương vào sự tùy thuận, tâm nương vào tên được sử dụng, đưa vào sự phân biệt danh từ thể tướng, khi mắc vào thể của các pháp tha lực nhân duyên, thể của đệ nhất nghĩa. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, chính mắc như vậy, như vậy, có nương vào pháp tha lực như vậy, như vậy, giả dối dính mắc vào pháp, thể pháp nhân duyên, nương vào nhân duyên đó, sinh đời vị lai, thể pháp tha lực, bị phiền não nhiễm, nghiệp nhiễm, sinh nhiễm, luân chuyển sáu đường, chịu khổ muôn đời, không thể thoát khỏi sự trói buộc của khổ sanh tử, trong các nẻo địa ngục súc sinh ngạ quỷ Atula trời người. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, chúng sinh theo nghiệp không trọn căn lành, không thể làm trong sạch tất cả tội nghiệp,
không thể thành tựu sức các sức căn lành, ít tinh pháp, không thích tập sự nghiệp công đức trí tuệ. Tại vì chúng sinh ấy nói các pháp không sinh, các chúng sinh này nghe ta nói thế, nhân duyên hòa hợp, sinh hạnh hữu di. Chúng sinh ấy biết các pháp là vô thường, không lâu bền, không thể nương tựa, lần lần chuyển diệt. Đối với tất cả các hạnh hữu di, sinh tâm sợ hãi, sinh tâm xa lìa, sinh tâm sợ hãi, xa lìa, tôi không làm các pháp, tu hành pháp lành. Người tu hành pháp lành, nương vào nhân duyên, nhào nhân làm pháp lành. Người không trồng căn lành, thì nay lại trồng căn lành. Người tội nghiệp không trong sạch, thì nay tội nghiệp trong sạch. Người các căn không thành tục, khiến được thành tục, nương vào sức căn lành thành tục. Đó mà có thể đặt nhiều lòng tin nơi chánh pháp. Người có nhiều lòng tin nơi chánh pháp, thì có khả năng tích tập kho tàng công đức trí tuệ. Này thành tựu để dứt nghĩa, các chúng sinh ấy tuy tròn căn lành cho đến tích tập tất cả các cái tạng công đức trí tuệ, nhưng này thành tựu đại dứt nghĩa, các chúng sinh ấy đối với thể nhân duyên các pháp lại không sinh thể tướng, và đại dứt nghĩa không có pháp thể tướng, không biết như thật. Do không biết như thật cho nên đối với tất cả các hạnh hữu vi không sinh nhàm chán, không thể xa lìa, cho nên các chúng sinh ấy không thể thoát khỏi phiền não nhiễm, nghiệp nhiễm và sinh nhiễm. Này thành tựu đại nhất nghĩa, Như Lai vì các chúng sinh ấy một lần nữa nói lại pháp ấy, điều mà gọi là nhân duyên không thể, đại nhất nghĩa không thể. Khi chúng sinh ấy đối với hành hữu vi sinh tâm nhàm chán xa lìa, liền được giải thoát phiền não nhiễm, nghiệp nhiễm và sinh nhiễm. Cho các chúng sinh ấy nghe ta nói thế, nên ở trong các pháp đó không sinh tướng, ở trong tất cả pháp giả dối phân biệt, ở trong nghĩa đế thứ nhất không có thể tướng, liền sinh chánh tính suy nghĩ pháp ấy để hiểu biết như thật. Đối với tha lực không sinh sự dính mắc và giới phân biệt thể tướng của các pháp, biết đó chỉ là tên sử dụng mà được danh, chỉ là tùy thuận tên sử dụng mà được danh, chỉ là tùy thuận tên sử dụng các phiền não ấy mà được danh. Thế nên các chúng sinh đó có khả năng diệt các tướng tha lực nhân duyên, nêu vào xuất trí tuệ hiện pháp các đức tất cả nhân duyên vị lai. Thế nên đưa vào nhân duyên chánh kiến ấy, thì có khả năng lìa tất cả các hạnh hữu vi, nhàm chán sẽ lìa các hạnh hữu vi rồi, sẽ được chánh giải thoát, sẽ lìa nghiệp nhiễm, phiền não nhiễm và sinh nhiễm. Này thành tựu đại nhất nghĩa, chúng sinh tánh thanh văn, nương vào đạo này, nương vào pháp này mà được niết bàn thanh văn. Chúng sinh tánh chuyên giác cũng là như vậy, nương vào đạo này, nương vào pháp này mà được niết bàn chuyên giác. Chúng sinh tánh Phật thừa cũng là như vậy, nương vào đạo này, nương vào pháp này mà chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thành tựu đại nhất nghĩa, thế nên ta nói thanh văn duyên giác Bồ Tát đều một đạo thanh tịnh. Này thành tựu đại nhất nghĩa, chỉ có một đạo thanh tịnh chứ không có hai, ý ta nương vào đó mà nói nhất thừa. Này thành tựu đại nhất nghĩa, nhưng trong cõi chúng sinh chẳng phải không chuẩn chuẩn tánh chúng sinh các căn nhu nhuyến trung lượng trung thượng. Này thành tựu đại nhất nghĩa, người tánh thanh văn vắng lặng tất cả chư Phật sẽ tận được giáo hóa, nhưng không thể khiến họ ngồi nơi đạo tràng chứ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Này thành tựu đại nhất nghĩa, vì thừa tánh của chúng sinh ấy xưa nay yếu kém hạn hẹp, tâm tự bi là cạn cợt, luôn lo sợ hãi mọi khổ đau, do từ bi kém cỏi cho nên không làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Này thành tựu đại nhất nghĩa, nếu chỉ sợ khổ lìa các hạnh hữu vi thì người ấy xa lìa lợi ích chúng sinh, xa lìa khả năng hóa độ nghiệp tội chúng sinh. Thế nên ta nói người ấy không thể chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chỉ là thanh văn vắng lặng. Này thành tựu đại nhất nghĩa, thanh văn phát tâm bồ đề thì ta gọi người ấy là bồ tát. Vì sao? Vì bồ tát ấy trước đã lìa chướng phiền não, được tuệ giải thoát, sau lìa trí chướng, được tâm giải thoát. Bồ Tát ấy ban đầu đã được Như Lai giáo hóa, nương vào lợi ích của cái tự thân mà được giải thoát. Thế nên ta nói người tánh thanh văn ấy là Bồ Tát. Này thành tựu đại nhất nghĩa, trong pháp lành mà ta nói, trong pháp như ý, trong pháp tỳ ni, trong pháp lành thanh tịnh, trong pháp thanh tịnh không có sai lầm, nương vào đủ các pháp tánh mà nói đủ các pháp tướng. Này thành tựu đại nhất nghĩa, thế nên ý Như Lai là nương vào ba tướng pháp vô thể này mà nói pháp tu đa la
Tu-đa-la, bất liệu nghĩa. Đó là điều mà gọi là các pháp xưa nay không sinh, xưa nay không diệt, xưa nay vắng lặng, xưa nay niết bàn. Này thành tựu đại dứt nghĩa, đã có chúng sinh trồng tất cả căn lành tăng thượng, thanh tịnh được tuệ nghiệp thành tựu các căn, có nhiều lòng tin nơi chánh pháp, khi tích tập tất cả căn lành trí tuệ, các chúng sinh ấy nghe ta nói pháp, có khả năng biết đúng như thật, các chúng sinh ấy tin pháp của ta, tin nghĩa của ta, trí tuệ quán sát giác ngộ như thật, nương vào pháp chứng ấy, tùy thuận vào sức mà hành, mau chóng chứng đắc rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả chúng sinh ấy nương vào ta, đối với thân ta sinh tâm cung kính, tự nói ra đây là bậc chánh giác biết tất cả pháp, thế nên gọi là ứng cúng chế biến tri. Này thành tựu đại dứt nghĩa, nếu có chúng sinh không trồng tất cả căn lành tăng thượng, không thể thanh tịnh tất cả tội nghiệp, không thể thuần thục tất cả thiện căn, ấy có lòng tin chánh pháp, không có tâm thanh thượng, không có tích tập tạng công đức trí tuệ, trực tâm thể tánh, không thể quán sát pháp đúng pháp sai, pháp nào nên giữ pháp nào nên bỏ, nương vào sự nhận thức của tự tâm rồi chính mắt vào đó mà thực hành. Các chúng sinh ấy tuy nghe ta nói pháp nhưng lại không biết rằng ta nương vào ý nào mà nói. Các chúng sinh ấy tin vào pháp của ta, cung kính pháp của ta và nói rằng con tin vào Tu La La mà chư Phật đã nói, tướng thật sâu xa, thật sâu xa, nương không tương ưng, khó thấy khó biết, không thể hiểu được hình tướng, không thể hiểu các vi tế và đắc vi tế. Người sáng suốt cảnh giới trí tuệ, Như Lai nói các nghĩa Tu Đa La, con không thể biết, im lặng tin theo. Rồi nói bồ đề của chư Phật sâu xa, thế tướng của các pháp cũng lại sâu xa, chỉ có Phật mới biết, chẳng phải cảnh giới của con. Chư Phật Như Lai tùy theo mỗi lòng tin của chúng sinh và nói các pháp. Như các đức Như Lai có vô lượng trí tuệ, sự hiểu biết như biển, còn cái biết của con thì như nước động giấu chân bò. Thế nên chúng sinh đối với Tu Đa La có khả năng chí tâm thọ trì ghi chép, chép rồi giữ gìn đọc tụng cúng dường truyền đạt cho mọi người tụng, thường tùy hỷ tụng cho người khác. Nhưng chúng sinh ấy không thể tu hành như thật, do chưa biết được ý sâu xa của ta, do bất giác vậy. Này thành tựu đại dứt nghĩa, các chúng sinh ấy nương vào nhân công đức trí tuệ tăng trưởng đầy đủ đó, cũng có thể khiến cho người tâm chưa thuần thục được thuần thục. Này thành tựu đại dứt nghĩa, đã có chúng sinh trong cõi chúng sinh không thể gieo trồng tất cả căn lành, cho đến không thể thành tựu sự nghiệp công đức trí tuệ, tâm không ngay thẳng, ý lại quanh co, nhưng mà chúng sinh ấy biết được pháp đúng pháp sai, cái nào nên giữ cái nào nên bỏ, tự trí thấy được cái nào có thể giữ cái nào có thể bỏ. Nhưng chúng sinh ấy nghe ta nói pháp sâu xa, không biết ý ta, thế nên không biết, không thể biết pháp như thật. Bởi không biết pháp như thật nên, cho nên không có khả năng hiểu biết tất cả các pháp. Nghe tiếng là dính mắt, nghĩa cũng là như vậy. Do đó tất cả các chúng sinh ấy đều nói, các pháp xưa nay, các pháp không có thể tướng, tất cả pháp xưa nay không sinh, xưa nay không diệt, xưa nay vắng lặng, tất cả pháp xưa nay niết bàn. Nhưng các chúng sinh lại nương vào cái nhân thấy đó, cho nên đối với các pháp khởi lên tà kiến, không có các pháp tướng, rơi vào tà kiến do thấy các pháp không, không tướng. Bởi do thấy các pháp không, không tướng, cho nên chê bai tất cả các pháp là không, đó là tướng và dối phân biệt, thể tướng của pháp nhân chuyên, thể tướng của pháp đệ nhất nghĩa. Vì sao? Này thành tựu đệ nhất nghĩa, nương vào thể tướng nhân duyên tha lập ấy, nương vào thể tướng đệ nhất nghĩa đế có tướng danh tự. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, và chúng sinh thấy thể tướng nhân duyên, tướng đệ nhất nghĩa đế mà nói là vô tướng, thì chúng sinh ấy chê bai giải danh tướng danh tự. Thế nên ta nói các chúng sinh ấy chê bai ba tướng. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, các chúng sinh ấy đối với không pháp gọi lên pháp tướng, đối với vô nghĩa sinh nghĩa tướng, không pháp nương pháp để gìn giữ, không nghĩa nương nghĩa để giữ gìn. Này thành tựu đại nhất nghĩa, các chúng sinh ấy nương vào ta mà tin pháp làm tăng trưởng pháp lành, nhưng lại cho phi nghĩa là nghĩa trí không tăng trưởng. Người mà trí không tăng trưởng thì lìa các pháp lành. Chúng sinh nghe pháp nắm giữ phi pháp mà cho là pháp, phi nghĩa mà cho là nghĩa, tức rơi vào tà kiến,
chúng sẽ đấy ôm giữ không pháp cho là pháp tướng, vô nghĩa cho là nghĩa tướng. Bởi do ôm giữ không pháp cho là pháp, phi nghĩa cho là nghĩa tướng, cho nên các chúng sinh đó đã nương vào nhận thức sai lầm nên lìa các pháp lành. Thành tựu đại chất nghĩa nên biết là có chúng sinh nghe pháp sai lệch của người tà kiến, họ cho rằng các pháp là vô thể, không sinh không diệt, vắng lặng niết bàn, nên sợ hãi kinh hoàng mà nói đây chẳng phải lời Phật nói mà là ma nói. Thế nên các chúng sinh tà kiến đó cho bay các tu đa la, lừa dối tu đa la, hủy phá các tu đa la, nói đó chẳng phải pháp. Các chúng sinh này như trên bài pháp nên mắc vô lượng tội và gánh lấy vô lượng nghiệp tội cực ác. Này thành tựu đại nhất nghĩa, thế nên ta nói chúng sinh cho ba chánh pháp thấy không có các pháp, cũng không có nghĩa, nương nghĩa đó mà nói pháp thì phải chịu vô lượng tội nghiệp cực ác, nhưng cũng khiến cho vô lượng chúng sinh sinh nhiều tội nghiệp. Này thành tựu đại nhất nghĩa, nếu có chúng sinh không trồng các ăn lành, không thanh tịnh tội nghiệp, không thuần tục thân nghiệp, ít có lòng tin nơi chánh pháp, không có khả năng tích tập công đức trí tuệ, tâm không ngay thẳng, không tùy thuận tâm ngay thẳng, nhưng lại nương vào cái nhận thức tà trí của chính mình và phân biệt pháp đúng pháp sai, pháp này có thể giữ, pháp này có thể bỏ. Có chúng sinh ấy tuy nghe pháp ta nhưng không hiểu ý ta, không có lòng tin, cũng lại không có khả năng biết như thật ý ta nói. Thế nên các chúng sinh ấy đối với phi pháp lại tưởng là chánh pháp, đối với phi nghĩa lại tưởng là nghĩa, chính mắt phi pháp tưởng là chánh pháp, chính mắt phi nghĩa tưởng là chánh nghĩa. Lại còn nói đây chẳng phải lời Phật nói ra mà là ma nói. Những chúng sinh ấy là tà trí nên mới hiểu như vậy, từ đó sinh ra chê bai các pháp, không thuận các pháp, hủy hoại các pháp, coi thường luận pháp, đối với chánh pháp gá thêm tà pháp, như thế là diệt tu đa la, là hoại tu đa la, là không thực hành tu đa la, là không nói tu đa la. Đối với người tin tu đa la là sinh ý tưởng oan gia, các chúng sinh ấy có vô lượng nghiệp chướng nặng. Lại nhân cơ hội chê bai pháp rồi lại chê bai người, do vậy càng tăng trưởng vô lượng tội chướng, quả rễ tội chướng ấy không bao giờ nói hết, huống chi là tội hủy ban chánh pháp, sẽ đọa vào địa ngục lớn không có kỳ ra, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ kiếp, số năm ấy nói mãi cũng không hết tệ hết. Này thành tựu đại nhất nghĩa, ta nay khéo nói các pháp như vậy, khéo khai thị, khéo thanh tịnh, khéo nói về mọi mỗi lòng tin sai khác và mỗi nhận thức sai khác của chúng sinh như vậy. Đức Thế Tôn bèn nói kệ: pháp không pháp, thể không sinh, vô vắng lặng không diệt, pháp tự tánh niết bàn. Thế nên ta nói thường: ba thứ không thể tướng, đại nhất nghĩa không thể, nếu hay biết ý ta là người được giải thoát. Hướng đến pháp nhất đạo, các chúng sinh giải thoát. Thế nên pháp nhất thừa tùy nghe nói sai biệt, các chúng sinh vô lượng là thân cầu niết bàn, Như Lai rất hiếm có, an ổn các chúng sinh. Nếu chứng pháp vô lậu, tướng bình đẳng không hai, thành tựu nghĩa chư Phật, người ấy liền phiền não. Khi ấy Bồ Tát thành tựu đệ nhất nghĩa bạch Đức Phật: thật hiếm có bạch Đức Thế Tôn, chưa từng có, chưa từng nghe lời dạy của Như Lai vi tế, cực vi tế như vậy, sâu xa, rất sâu xa, khó giác ngộ, thật có giác ngộ, ý hướng của chư Phật Như Lai khó biết. Bạch Thế Tôn, con biết ý nghĩa lễ ý mà Như Lai đã nói, đó là cảnh giới phân biệt, nó nương vào đó mà phân biệt hành tướng hữu vi. Đối với danh tự, nó sắc ấm là tướng, tự thể, tướng danh là thắng tướng, đó là sắc ấm sinh, sắc ấm diệt, lìa ở sắc ấm, biết sắc ấm. Thế nên Như Lai nương vào pháp tướng ấy, nó các pháp đó là không có thể tướng. Bạch Thế Tôn, cảnh giới phân biệt ấy nương vào cảnh giới phân biệt hành tướng là ta lực tướng. Thế nên Như Lai nương vào pháp ấy và nói các pháp không sinh, các pháp không thể, cố nương vào pháp ấy mà nói đệ nhất nghĩa là không thể tướng. Bạch Thế Tôn, con biết nghĩa mà Đức Như Lai nói pháp, tức là nương vào cảnh giới phân biệt, giải dối phân biệt hành tướng hữu di, tức là tướng giải dối phân biệt ấy, không có tướng như vậy, tức là không thể tướng ấy. Pháp không thể tướng là vô ngã, là tướng chân như thanh tịnh quán, là đệ nhất nghĩa. Thế nên Đức Như Lai nương vào đệ nhất nghĩa nên các pháp ấy là không thể tướng, như một sắc ấm
Diệu ấm cũng vậy. Như vậy 12 nhật 18 giới, bởi mỗi nhật tất cả pháp cũng đều như vậy. Bà Thế Tôn còn biết nghĩa của pháp mà Như Lai, Đức Như Lai đã nói. Nào là trong cảnh giới phân biệt, giả dối phân biệt, nhỏ hành tướng hữu vi. Nào là khổ đế, biết khổ đế, nêu vào danh tự, nói tự thể tướng thắng tướng, giả dối phân biệt. Như Lai nương vào đó, nói, các pháp không có thể tướng. Bà Thế Tôn, tướng cảnh giới phân biệt ấy, chỉ nương vào hành tướng phân biệt hữu vi, gọi là tướng nhân duyên. Bà Thế Tôn, thế nên con nói, con biết nghĩa của pháp mà Đức Như Lai đã nói. Vì sao? Bà Thế Tôn, tức là cảnh giới phân biệt, cái tướng phân biệt nó chỉ nương vào hành tướng giả dối mà sinh. Nhưng hành tướng giả dối phân biệt ấy không có thể như vậy, không có tướng như vậy, đó là pháp vô ngã, chân như thanh tịnh xem xét và gọi là đệ nhất nghĩa. Cho nên Đức Như Lai nương vào pháp ấy, nói đệ nhất nghĩa là không có thể tướng. Bà Thế Tôn, như khổ đế các đế khác cũng là như vậy. Như thế, bốn niệm xứ, bốn chánh cận, bốn như y túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tam thánh đạo, nói tóm lại tất cả các pháp cũng là như vậy. Bà Thế Tôn, con biết nghĩa của pháp mà Đức Như Lai đã nói. Đối với cảnh giới phân biệt, nương vào giả dối phân biệt, các hành tướng hữu vi, chánh giác tam muội đối trị sinh chánh tam muội, sinh tam muội rồi là nắm giữ không quên, không mất, tu hành tăng trưởng, danh tự sở duyên pháp tướng, thắng tướng là phân biệt tướng. Thế nên Đức Như Lai nương vào pháp ác tướng ấy mà nói các pháp không có thể tướng. Bà Thế Tôn, cảnh giới phân biệt ấy nương vào tha lực nhân duyên hành tướng là tướng tha lực. Thế nên Đức Như Lai nương vào pháp tướng ấy nói các pháp không có thể tướng, cũng nói đệ nhất nghĩa không có thể tướng. Bà Thế Tôn, con biết Thế Tôn đã nói nghĩa tướng tức là cảnh giới danh tự phân biệt nương vào hành tướng danh tự phân biệt, thì sự phân biệt ấy không có tướng như vậy. Không tướng tức là không tướng thể, không thể pháp là vô ngã, là quán tướng chân như thanh tịnh tức là đệ nhất nghĩa. Thế nên Đức Như Lai nói các pháp không có thể tướng là tướng đệ nhất nghĩa. Bà Thế Tôn, với như cây cỏ thuốc tỳ thứ bà, nó nhiễm vào trong các cái cây thuốc khác và trong và cả trong thức ăn. Bà Thế Tôn, Như Lai nói pháp cũng là như vậy, các pháp không thể tướng, các pháp không sinh, các pháp không diệt, các pháp vắng lặng, các pháp tự tánh niết bàn. Nói hiểu rõ nghĩa tu đa la và đặt nó vào trong tất cả không hiểu rõ nghĩa tu đa la. Bà Thế Tôn, phía như vẽ xuống đất mỗi một tướng với các màu xanh vàng đỏ trắng thì sẽ có khả năng phân biệt rõ mỗi một tướng được vẽ. Bà Thế Tôn, Như Lai nói pháp cũng là như vậy, các pháp không thể tướng, không sinh không diệt, vắng lặng tự tánh niết bàn. Hiểu rõ nghĩa của người của những lời chỉ giáo đặt vào trong tất cả cái không hiểu rõ nghĩa thành tướng nhất vị, cũng có thể hiểu khác cái không hiểu rõ nghĩa tu la la danh tự ấy. Bà Thế Tôn, với như các món ăn nếu đặt trong sinh tô thì nó càng tăng thêm thượng vị. Đức Phật nói pháp này cũng là như vậy, nương vào tất cả pháp không có thể tướng, không sinh không diệt, vắng lặng tự tánh niết bàn, nói hiểu rõ nghĩa tu la la này đặt vào trong tất cả cái không hiểu rõ nghĩa có khả năng làm cho sự vui vẻ hớn hở tăng trưởng. Bà Thế Tôn, với như hư không nhất thiết xứ đối với tất cả mỗi loại tạo nghiệp không có chướng ngại thì đều thành tựu. Bà Thế Tôn, Như Lai cũng vậy, nói các pháp không có thể tướng, các pháp không sinh, các pháp không diệt, các pháp vắng lặng, tự tánh các pháp là niết bàn. Nói hiểu rõ nghĩa kinh đối với tất cả là không hiểu rõ nghĩa kinh, thể đồng một vị, thành tựu cho tất cả thanh văn bích chư Phật đại thừa tu hành cũng không bị chướng ngại. Lúc đó Đức Thế Tôn khen Bồ Tát thành tựu đệ nhất nghĩa. Hay thay, hay thay, này thành tựu đệ nhất nghĩa. Rồi khen tiếp, hay thay, này thành tựu đệ nhất nghĩa. Ông có khả năng biết đúng chữ thật về ý nghĩa của chư Phật Như Lai khi nói pháp. Ông này khéo nói các nghĩa thí dụ này, như cây cỏ thuốc tỳ thứ bà, vẽ như đất, như đặt thức ăn vào trong sinh tô, như hư không, như các dụ trên. Này thành tựu đại nhất nghĩa, đúng vậy, đúng vậy, thật đúng như lời ông nói không sai khác, có nên thọ trì như vậy. Lúc đó Bồ Tát thành tựu đại nhất nghĩa, bà Đức Phật, bà Thế Tôn, lúc Như Lai mới thành ứng cúng chánh đẳng giác, tại vườn tiên nhân tập thuộc thành Ba La Nại, đó là chỗ của các hầm cầm thú dạo chơi, vì các vị tu hành hạnh tam văn, lần thứ nhất chuyển xe pháp tứ đế hiếm có, tất cả sáu môn bà la môn trong thế gian, trời người ma phạm đều không thể chuyển. Nếu ai có khả năng chuyển y pháp tương ưng thì không thể có.
Bà Thế Tôn chuyển xe pháp lần thứ hai này, nói tướng thượng pháp có thể nhập vào pháp tướng, phân biệt các bất liễu nghĩa tu la la ấy với các chúng sinh trụ đại thừa, mà nói các pháp không có thể tướng, các pháp không sinh, các pháp không diệt, các pháp vắng lặng, các pháp tự tánh niết bàn, trong cái hiếm có lại thêm hiếm có. Bà Thế Tôn chuyển xe pháp lần thứ ba vì tất cả chúng sinh trụ đại thừa, nói các pháp không thể tướng, không sinh, không diệt, vắng lặng, tự tánh niết bàn, khéo nói tướng sai việc hiếm có của bốn đế thật là hiếm có. Không ai có khả năng ngộ nhập, không ai có khả năng đối đáp, không ai có khả năng tranh luận, không có gì sánh bằng, không có gì cao tột hơn. Hiểu rõ nghĩa tu la la, không còn chỗ bàn luận. Bồ Tát thành tựu để giác nghĩa lại tiếp tục bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn: Nếu thì nay thì nể nào nghe Như Lai nói các pháp xưa nay không thể tướng, xưa nay không sinh, xưa nay không diệt, xưa nay vắng lặng, xưa nay tự tánh niết bàn, có lòng tin chân chánh ghi chép và thọ trì cúng dường ban bố cho mọi người, lại tự nói, tự đọc, tự tụng, tự đọc, tu hành tùy hỷ, như thế thì thiện nam thiện nữ ấy sẽ có được bao nhiêu công đức? Bồ Tát thành tựu đệ nhất nghĩa vừa thưa xong, Đức Phật liền bảo: Này thành tựu đệ nhất nghĩa, thiện nam thiện nữ ấy thành tựu vô lượng a tăng kỳ công đức. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, công đức của thiện nam thiện nữ ấy không thể thí dụ được, huống gì là nói. Nói tóm lại chỉ nêu ra một phần nhỏ nào thôi. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, ví như đất trên đầu móng tay so với đất của đại địa, trăm phần không bằng một ca la phần, không bằng một ưu ba đi sa đà phần, không bằng một, cho đến tính đếm thế dụ cũng không thể bằng một. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, ví như đem nước có dưới dấu chân bò so với biển cả, trăm phần không bằng một ca la phần, không bằng một ưu ba đi sa đà phần, không bằng một, cho đến tính đếm thế dụ cũng không bằng một. Này thành tựu đệ nhất nghĩa, ta nói như vậy, tin không hiểu rõ nghĩa tu đa la, cho đến tu hành không hiểu rõ nghĩa tu đa la, công đức có được cũng nương vào đó mà nói về hiểu rõ nghĩa tu đa la. Đối với lòng tin, cho đến tu hành đều đạt được công đức thọ trì độc tụng, hiểu không hiểu rõ nghĩa tu đa la ấy, trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, vạn phần không bằng một, ca la phần không bằng một, Upanishada phần không bằng một, cho đến tính đếm thí dụ cũng không thể biết. Bây giờ Bồ Tát thành tựu đệ nhất nghĩa bạch: Mà Thế Tôn, pháp môn tu la la bí mật sâu xa giải thoát này tên gọi là gì và phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo: Này thành tựu đệ nhất nghĩa, bốn pháp môn này tên là đệ nhất nghĩa, liệu nghĩa tu la la ông nên như vậy tọa trì. Đức Phật nói: Pháp môn này có 6.000 chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có 300.000 thanh văn xa lìa trần cấu được mắt pháp trong sạch, lại có 500.000 thanh văn được tâm vô lậu giải thoát, 75.000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Thâm Mật Giải Thoát quyển 2. Vì đem công đức này đã nghiêm Phật tịnh độ, trở nên bốn ấn nạn dưới quốc của ba đường, nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sinh về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thích Nhãn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.